Xin chào tất cả anh em. Hôm nay em đến với bãi kiển của anh Thảo ha, ở đường Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, để giao lưu với anh em mình một số phôi mai và một số phôi ở một số cây bonsai ha anh em. Hàng cũng khá là đẹp nha. Đó, bonsai mà dạng là chơi nha anh em, hàng VIP. Đó, rất mong anh em mình ủng hộ ha. Ở đây là cây vú sữa nè, này chắc cuối clip sẽ quay giao lưu cho anh em mình ha. Đó. Rồi để em vào trong em giao lưu cùng anh em mình nha. Rồi chào khán giả cái luôn anh ơi. Chào bà con, chào anh em. Chào chị, hôm nay anh về được một số cây bonsai, rồi được một số phôi mai vàng cũng to to chứ. Dạ. Rồi anh nhờ em lại quay, cũng mong bà con, nhờ mong anh em bà con toàn quốc có gì ủng hộ và đồng thảo. Rồi anh chào bà con. Rồi mình vô luôn. Cây số 1 chứ. Vô cây đầu tiên, cây số 1 nha. Và nay anh về được hai cây mai chính thị chứ. Cây đầu tiên là cây trung nu gò công em. Cây này là nu gò công nha anh em. Nè. Anh mới vô dây được 4-5 ngày nè. Cây cực kỳ già luôn. Nó cúng rồi nè. Cây này nó cắt giật được mấy tầng rồi nha anh em. May được mấy mấy cấp rồi đó. Anh em mình xem kỹ nha. Là anh tháo dây ra, anh chỉnh sửa lại cái dàn xương chi này nó lâu dữ lắm rồi. Dạ. Yeah. Mặt đồ là nó liền hết trơn nè anh em ơi. Liền thẹo ha. Cực kỳ dốt cây nha anh em. Đo cái thông số cho bà con ha. Dạ. Yeah. Này không biết anh đo đâu mình chứ. Bây giờ mình đo lấy cái quả này đi. 63 hoành. Cái quả áo này là 63. Nha bà con. 63 hoành ngay vị trí đó nha anh em. Đế là đế đặc nha. Cái dàn đế của nó là 1 mét luôn. Cái này là 1 mét. 1 mét đế đặc nha anh em. Chiều cao từ dưới lên ngọn là nó là 54. 54 chiều cao. Đó, tàn ngang luôn. Tàn ngang của cái tàn này nó là 67. 67. Đó, tàn ngang là 67 nha anh em. Dàn chi xương nè anh em mình xem ha. Đây là trung nu gò công nghe bà con. Đó, này là nu gò công ha, lá chung nha. Đó nè. Cây cực kỳ già luôn. Này anh mới về vô dây, nó nằm trong chậu á. Anh mới vô dây nè. Này là thuộc dạng hàng VIP nha anh em. Đó, hàng VIP ha. Về anh em mình nuôi thêm là ok luôn nè. Em thấy nó tròn vo nè. Cái lớp đế này là bà con về còn làm lại được thêm được cái một số lớp đế này nữa nè. Cái này là bà con về kiếm cái chậu đẹp về chỉ chơi thôi chứ còn không còn phải làm gì nữa chứ á. Rồi cây số 1, cây này giao lưu nhiêu vậy anh? Rồi cây mã số 1 này anh giao lưu với bà con là 27 triệu. Đó, mã số 1 này là 27 triệu nha anh em. Bao ship cho anh em mình chơi luôn ha. Anh bao ship toàn quốc nha bà con. Rồi, tiếp theo luôn. Tiếp theo cây số 2. Tiếp theo là cây số 2. Cũng một cây hàng VIP luôn nha anh em. Cây này nuôi là tai cành lớn hết trơn rồi nè anh em ha. Anh em mình xem ha. Thì anh về với thằng Trung nu gò công là anh về chung một lượt đó chứ. Dạ. Thì anh vô dây anh sửa lại nè. Cây này lá lớn ha anh. Cái này lá lớn em. Cúc chi nữa nè. Cúc chi lớn hết trơn nha anh em. Nuôi cắt giật ha. Anh em mình xem cái dàn cắt giật nè. Cái chi này nó tới chừng 14 15 năm rồi. Mười mấy năm nó có bị lớn đó anh em ơi. Nguyên cái bệ nè ha. Nó già em tính anh đài vô trong cái chậu là nó muốn ra nó có đá này chứ. Già nó anh em mình thấy ha. Cây thẹo vít rồi nó ok hết trơn rồi nha anh em nè. Ha. Cái này có cái thẹo nhỏ bề ngang của nó là chừng một lống gửi. Mà chiều dài của nó một ngón tay nè. Nhưng mà cái này là toàn bộ nó đang cuốn mép vô này nha bà con. Đó. Nhưng mà anh không có bùa phép, anh để nguyên chi này giả định như cây nó có một cái khuyết điểm nào đó thì anh để nó tại chỗ á. Dạ. Cho bà con cho nó rõ chứ còn mà anh xử lý thì cái này là nó thành cái thương được nhưng mà anh không có làm. Rồi cho anh xin thông số luôn anh ơi. Đó, anh em mình xem ha. Cây cực kỳ dót cây nha anh em. Cái bệ là nó nở à, như là ngọn núi vậy. Là nó là 57 hoành thân ngay vị trí đó nha anh em.
tuốt ở dưới nè, để nó cực kỳ nở luôn. Tại vì anh lấy cái eo nó nhỏ nhất á. Nè, còn anh đo ở trên đây nè, 97. Cái này là 97 nghe. Đó. Nở cực kỳ dữ lắm ạ. Nó như cái lục bình vậy đó. Quành đế nha anh em. Đế này là cỡ 1,5 m đó anh em ơi. Quành đế cái này có 1,5 m đó. À, anh em mình xem ha. Cây giờ nó cũng liền lạc hết trơn rồi anh em ơi. Cái dàn cốt chi này em tính là nó bao nhiêu năm rồi, anh nó em, gì đó. Anh em nào mai chiếu thủy anh em mình nhìn cũng biết ha anh em. Anh em nào chơi bonsai rồi thì nhìn vô là cũng biết là cây người ta nuôi bao nhiêu năm à. Chiều cao của em nó là 100 đúng. Đó, cao 1 m luôn. 1 m. À, tàn ngang cái luôn anh ạ. Chiều ngang của cái tàn này nó là 89. 81 à. 81. À, 81 à nghe anh em. Chiều rộng nha, cái này là chiều rộng của cái tàn nó là 55. Đó, một chiều là 81, một chiều 55 nha anh em. 55. Anh cho cái cốt chi đầu tiên này cho bà con coi nè. Chí em nhìn giùm anh coi chí. 18 nè. Đó, cái cốt đầu tiên là 18 nha anh em. Chi 1 nè, chi 2, chi 3 nè. Rất là lớn nha. Anh em mình xem kỹ lên nha, cây giá trị ha. Nó thành đá hết nè. Tại vì cây này đài trên chậu nó cũng lâu quá rồi. Không rồi anh ấy vô đây anh đi lấy lại nè. Chừng mới được một tuần lễ đó là nó cũng là gì đó. Rồi cây số 2 cây này anh giao lưu nhiêu cho anh? Cây mã số 2 này anh giao lưu với bà con là 42 triệu. Mã số 2 này là 42 triệu ha. Bao ship cho anh em mình chơi luôn nha anh em. Đó, cây này có gì thì anh em cứ liên hệ trực tiếp anh Thảo để mình trao đổi nha anh em. Rồi tiếp theo luôn. Có mấy cây giá trị thì anh em cứ liên hệ trực tiếp anh Thảo. Đó, để mình có gì mình trao đổi thêm ha. Rồi tiếp theo. Cây lộc vân. Chí ơi. Một hàng quái nữa nè. Nói chung là về anh cũng chưa có chỉnh sửa kịp đó. Cây này nó cũng có đang vô dây sơ nha anh em nè. Vô dây sơ lại nha. Cây cực kỳ già luôn. Anh em mình xem cái thân của nó nè. Nó già, nó xù quá trơn rồi nè anh em. Lắc cái đường thân nó lắc à. Nói chung là nay anh về được mấy cây cũng khá. Hàng tiễn chọn không đó anh em. Này về bà con tháo dây ra chỉnh sửa lại một cái nữa là ok à. Mấy cái mặt này là nó liền hết trơn anh cũng em. Vô liền hết rồi. Rồi thông số cái luôn anh ơi. Anh đo cái quả nó là đi 55 hoành. 55 hoành thân là 55 nha anh em. Hoành đế 1,2 m anh em ơi. Hoành đế là 1,19 m. Chiều cao. Chiều cao từ dưới lên trên này là 1,17 m. 1,17 m. Để anh cho cái cây lạ cho cây... bà con nè. Cây này cái cành đổ xuống nghe bà con. Là 94 nha anh em. 94 từ trong thân ra nha. Cây cành phóng xuống đó. Bề ngang của cái tàn này là 72. Tàn ngang là 72 ha. Con có chín rồi mai nha. Nó già cây dưới lắm rồi nha. Cây quần cây nói chung là anh cây. Về nó cũng gấp, chưa có tháo dây rồi cũng chưa có đi lại dây á. Nên là nó cũng còn ấy đó, là bà con có cái gì thì về thì vô dây thì chỉnh sửa lại. Rồi cây số 3 cây này giao lưu nhiêu cho anh? Cây mã số 3 này anh giao lưu với bà con là 8 triệu. Đó, mã số 3 cây lộc vừng ha, 8 triệu. Bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi luôn nha. Anh bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây mã số 4 tới lô mai vàng nha anh em. Này cây này cây xù nha bà con. Xù nè anh em, nè anh em mình xem ha. Cây cũng khá là quái cây nha. Lắc lượn nha anh em. Có cái tay cành nó ngoái lại nè anh em, rất là quái. Xù đế đẹp luôn.
Rồi thông số luôn anh ơi. Nó xù gần như giáp cái thân luôn rồi anh em. Anh đo cái dòng eo đi nha. Cái dòng eo chỗ này của áo nó là 24. 24 hoành. Hoành đế. Hoành đế cụ nè. 54. À, chiều dài luôn. Chiều dài của cái cây nè. Chiều dài của 60. Cây nó là 60. Dài là 60 nha anh em. Đó, cây cái phong bay nha. Rồi cây số 4, cây này giao lưu nhiêu vậy? Mã số 4 này anh giao lưu với bà con là 5 triệu. Mã số 4 này 5 triệu nha anh em, bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi luôn ha. Cây mai xù ha. Rồi tiếp theo luôn. Đó, tiếp theo cây số 5. Về được mấy phôi khá đế nè anh em, mình xem cái dàn đế nè, đế đặc luôn nha anh em, đế rất là đẹp, thân nó lắc nè anh em, mình xem ha, cái co lắc, lắc 3D dạng loại so luôn nè anh em. Rồi thông số luôn anh ơi, đế là đều đặc luôn nha anh em, đế nôm. Thân nhỏ nhất của nó là 21. 21 hoành thân. Hoành đế đặt nha, đế này đặt nha anh em. Đo cái hoành đế đặt nha. 85. 85. Đế là tới 85 nha anh em. Cái chiều cao của sổ của nó là 18. Đế nôm cao 18. Chiều cao từ dưới lên tới đỉnh của nó là 50. 50. Cao 50 nha anh em. Trong này còn tổng lót to lắm này. Đế đặt đế là hai lớp sạch sẽ nha, không có thẹo dứt thì nghe bà con. Đó, anh em mình xem ha. Rồi cây số 5, cây này giao lưu với bà con là 3 triệu 7. Mã số 5 này 3 triệu 700 ngàn, bao ship cho anh em mình chơi luôn nha anh em. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 6. Rồi, số 6 là một cây phong bay nha anh em. Một cây bay nha bà con. Cây bay đế anh em xem. Đó, nguyên dạng đế nó câu lại ha. Này có cộng đế chịu nè. Cái đế thì đế thú nha bà con. Đế khá là đẹp nha. Đế thú. Bay mà kiếm được cộng đế chịu kiểu này là rất là đẹp nha. Nghe bà con. Đó. Trên cành là đủ chơi luôn nha. Cây lắc lượng ha. Không thẹo dít, chân cành đều. Đế đặt nè. Đó, em quay kỹ cho anh em mình xem kỹ nha. Rồi thông số cả luôn anh ơi. Ngược thước rồi. Dòng eo đây là 25 hoành. Đế này không biết đo làm sao đây nè. Đo cái bầu thôi. Bây giờ anh đo cái bầu thôi. 46 nha anh em. Bầu là 46 nha bà con. Đó, đường kính bầu là 46 nha. 46. Chiều dài. Cái chiều bay ra nó là 1m12. 1m12. Chiều dài cành bay là 1m12 nha anh em. Sạch sẽ nghe bà con, không lắc dứt nha. Không thẹo, không dứt gì hết. Rồi cây số 6, cây này giao lưu nhiêu vậy anh? Mã số 6 này giao lưu với bà con là 3 triệu rưỡi. Mã số 6 là 3 triệu 500 ngàn, bao ship cho anh em mình chơi luôn nha anh em. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo là số 7. Cây chật ha, đâm chòi mạnh ha. Anh em mình xem ha, hai cái co của nó nè, nó đang chéo, nó lắc với nhau ha. Đó, nó ôm ngắt nhau dần, dính hết trơn rồi nè anh em. Ở dưới này thì nó lên xù hết trơn rồi nè ha, lên da cóc hết trơn rồi nè, đâm chòi mạnh luôn nha anh em. Rồi cho em xin lại cái hoành anh ơi. Anh đo cái hoành hoành thân nha anh em. Hoành thân nó là 48. 48 hoành. 48 hoành. Hoành đế.
đế đế cái này dữ lắm nha. Cái hoành đế là 150 á, cao đó. Đế 1,5 m luôn nha anh em. Chiều cao. Chiều cao từ dưới lên mặt bầu là 122. 1,22 m. Mấy cái nách là nó xù hết trơn nè nha anh em. Anh em mình xem kỹ lại nha. Nè. Nó xù cục trơn nè. Rồi cây số 9, cây này giao lưu nhiêu cho anh? Số 9 này giao lưu với bà con là 6,5 triệu. Mã số 9 là 6,500,000. Đó, bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi luôn. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo cây số 10. 1 cây dáng bay anh em ơi. Đây có một cây dáng bay này, chậu cổ luôn nha. Cái này chậu gì anh? Cái này gốm cây mai em. Gốm cây mai nha anh em. Đây gốm cây mai nha. Anh em đi xem cái chậu trước nha. Nói cho bà con nghe là nó bị găng một đường nhỏ thôi nha. Nó nứt đường tóc nhỏ nè. Nên găng đường nhưng này. Nhưng mà anh có xử lý rồi nha. Riêng cái chậu này không nè. Nó găng một tí thôi chứ còn thật là còn nguyên si nha. Cây mai nè ha. Cây mai dạo nha. Dạo ghiên nha anh em. Dạo ghiên nha. Đổ lắc nè anh em mình xem. 9-12 cánh nha. 9-12 cánh nè. Nó già nó muốn lên xù giờ. Tại vì cái này anh mua về anh mới nuôi dây rồi anh lặt lá cho nó ra cái lớp lá mới á. Dạ. Nói chung là cây này là qua năm tới mới chơi được chứ còn năm nay không có bông nè. Nó còn non nha anh em. Đó, năm hôm nó giờ là nó đang phúng đều ra hết rồi nè. Rồi cho em xin thông số cái luôn anh ơi. Chậu gốm cây mai ha. Đó. Trồng vô cây mai dảo luôn. À, 26 hoành nha anh em. Cái là 26. Cái củ này bự á, thôi bây giờ mình đo ngoài này anh em mình xem cái củ này bự nha. Cái củ nè. Cái chậu này là lọt lòng là 30 nghe bà con. Lọt lòng 3 tấc nha. 3 tấc chiều cao cũng là 3 tấc. 3 tấc luôn. Cái chiều dài của cành bay này là toàn bộ cái thân là nó là 71. Chiều dài là 71 nha anh em. Chiều ngang của dàn tàn này là nó là 46. 46, cái tàn ngang là 46 nha. Rồi cái cây số 10, cây này giao lưu nhiêu với anh? Cây mã số 10 này anh giao lưu với bà con là cả chậu nha. Cái này là anh giao lưu cả chậu dạ. Luôn nha. Cây mã số 10 này anh giao lưu với bà con là 9,7 triệu. Cây mã số 10 này là 9,700,000 ha. Luôn cái chậu luôn nha anh em. Anh em nào mà không lấy chậu á thì mình cứ liên hệ nha. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo hôm nay anh về được một cây xù nè em ơi. Tiếp theo là cây một cây xù hàng VIP nha. Một số cây khá cây. Nói chung là mấy cây này thì nó cũng mạnh khỏe rồi nè. Xù nè anh em mình xem ha, em quay xù cho anh em xem ha. Gần như là 100% luôn, nguyên cái khu này nó xù trơn rồi nè anh em. 90% á. Đâm chồi rất là mạnh. Đế là điều gan nha. Đó. Đế đặc luôn nha anh em. Rồi thông số luôn anh ơi. Bây giờ đo đâu đây? Đo ngang đây đi, ngang cái cổ eo này đi. Dạ. Anh đo ngang cái cổ eo của nó là 41. 44. 44. 44 hoành nha anh em. 44 nha. Cây rất là mạnh ha, đâm chồi mạnh luôn rồi. Cái cột chính thân nhỏ của thân chính nhỏ nhất ở trên này nó là 18. 18 hoành thân chính nha. Chiều cao từ dưới lên xuống mặt bầu nó là 56. 56. Hoành cái đế. Đế này, là... đế này nó cũng khá là đặc nha anh em. Đế đặc luôn nha bà con. Cái này hết rưỡi luôn á. 1,5 m luôn anh em ơi. Này xù gần như là cũng như là gần là xù nguyên cái cục này luôn nè anh em. Xuống tới dễ luôn nè. Xuống tới còn 90% xù luôn ha. 90-95% á. Tại vì xù anh không có trà chí ơi. Rồi cây số 12, cây này giao luôn như vậy. 11. Cây mã số 11 thì anh giao lưu với bà con là 17 triệu. Cây này cây mã số 11 nha anh em. 17 triệu ha.
bao ship toàn quốc cho anh em mình luôn. Rồi, tiếp theo luôn. Đó, tiếp theo mã số 12. Một cây cũng dạng bonsai lớn nha anh em. Đế nè. Anh em mình xem cái dàn đế trước nha. Đế là đều nha. Ở đây có đế lót đồ hết trơn nha anh em. Đế khá là lực ha. Chi cành là đều gan hết trơn nè. Đâm rất là mạnh nè anh em ơi. Đó, anh em mình xem ha. Rồi, thông số luôn anh ơi. Nay về được một số cây cũng khá khá chứ. 49 hoành. 49 hoành. Đường kính bầu. Bầu của nó là 79. 79 nha anh em. Cây này mình vô chậu 9, chậu 10 mình chơi được rồi. Chiều cao từ dưới lên nó là 91. 91 chiều cao. Anh em mình xem kỹ ha. Cây đế dữ lắm anh em. Đế là đế lực nha. Cây này là cũng nói bà con là cây mai dạo nha. Cây này giáo ghiên nha anh em. Cây giáo ghiên nha. Đó. Rồi cây số 12. Cây mã số 12 này anh cho lưu với bà con là 15 triệu. Mã số 12 này là 15 triệu nha anh em. Bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi luôn ha. Rồi tiếp theo luôn. Đó, tiếp theo cây số 13. Một cây khá là dữ nha. Ba người khiêng không nổi luôn. Cây này nó lực. Anh em mình xem ha. Lực cây dữ lắm nha anh em. Đế nè. Đế cũng có trứng nữa nè nha anh em. Một số trứng lọc nè. Đế cực kỳ lực luôn. Cây nó già lắm anh em. Không có thẹo dít gì trơn ha. Cây này là rất sạch cây nghe em. Đâm chồi mạnh luôn. Bà con chơi cây này về là phá bầu ra là vô chậu là ok ạ. Rồi thông số luôn anh ơi. Cây ở ngoài nhìn rất là lực anh em. Hoành ngay vị trí này nha. Là 69 nha anh em. 69. Ở xuống đây là nó nở nữa nha. Là nó ra tới 70 mấy lần. Tới đây là gần 80 luôn nè. Tới đây là nó 80 nè. Đó, anh em thấy ha, nó nở cực kỳ luôn. Tùy cái cách đo của mình nha. Nhìn ở ngoài cây nó lớn chứ lớn nha bà con. Đế là hoành đế đặc của nó là 160 á. Đế là 1m6 anh em ơi. 1m6 á. Đế lực cây lắm. Cao từ dưới lên mặt bầu là 118. Cao 1m18. Anh em mình xem ha. Cây không có thẹo ha nè. Đây là không có thẹo gì trơn nha anh em. Cái này là không phải là thẹo nha. Rất sạch cây. Lực cây lắm. Rồi cây số 13, cây này giao lưu nhiêu cho anh? Cây mã số 13 anh giao lưu với bà con là 35 triệu. Mã số 13 này là 35 triệu ha. Cây này cũng bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi luôn. Đế cộng nè. Một ôm tay ngơm tay nè anh em. Cây lực đế rất là lực luôn. Đó, anh em mình xem kỹ nè. Quay kỹ lại. Cây rất sạch, cây không khẹo dít gì nha. Cây rất là mạnh, rất là già nè. Anh em xem ha. Rồi tiếp theo luôn anh ơi. Tiếp theo hôm nay anh về được cây vú sữa khủng em. Rồi. Em cũng tại vì nó nặng quá anh để ở ngoài á. Dạ. Đây giao lưu với anh em mình cây vú sữa ha. Anh về cũng chưa kịp làm mà chưa có kịp chết keo nữa nè. Đó. Dán bay nha anh em. Bay nha. Cây rất là sạch ha, không có gì trơn, nó giót nè. Anh em mình xem nó giót cây ghê luôn. Anh chưa có đục kéo gì trơn, nó chưa có làm mạch nữa nè. Mới cắt luôn. Cái mặt bên đây nè dữ lắm nè. Hồi em đứng qua bên đó là chứ. Đó anh em mình xem ha. Anh em mình xem cái mặt nè anh em ha. Mặt đế nè. Nó tròn vo luôn nha anh em. Đó. Nha. Chia 1 nè, chia 2 nè, 3 nè. Cái đọt nha. Mình làm
cày cực kỳ giót luôn nha anh Nam. Và anh cho bà con coi cái thông số nha. Dạ, cho em xin cái thông số coi đây. Anh đo dòng heo chỗ này là nó 100. 1m03 nha. 1m03 là anh đo cái dòng heo nha. À. Chiều cao mà từ dưới lên tới mặt bầu là nó 79. Cao 79 nha anh Nam, cao là tới cái đoạn. Đó. Cái cốt này nè. Là 79. Đó. Rồi. Chiều dài của cái bầu này nè. Một là 114, 1m14 nha anh Nam, cái bầu đó, đường kính bầu đó. Cái này có chừng 300 kg. Bề ngang đây là nó là 78. 78 nha anh Nam, đường kính bầu ngang ha. Anh chưa có làm chứ. Và hồi sáng nó gấp quá rồi bứng rồi tốn qua đó. Đế đều ha. Cho em xin cái cần bay cái luôn anh ơi. Ngày là 4 tiếng đó em. Dạ, cho em xin cái cần bay luôn. Chiều dài cái cần bay ha. Chiều dài cần bay của nó là tầm 1m1 anh em ơi. Là 1m1 đó nha bà con. Khoảng 1m1 nha. Chiều cao nó là đây anh đo rồi phải không? Dạ, cao đo rồi. Đế là đều nha. Đế là đều chứ anh chưa có làm mặt bầu lại nè. Anh em mình xem cái dàn đế này nha, để em quay cho anh em mình xem ha. Nếu mà có anh ước chừng có khoảng từ 300 đến 350 kg á. Khoảng 300 hơn á anh em ơi. Bầu đất ghim nha. 300 bầu đất ghim nha. Anh lấy cái bầu đất về là không có tầm dễ nào anh ra. Hai tắc đất. Chiều cao nó là 20 á. Rồi cái cây này anh giao lưu nhiêu anh? Cây mã số 14. Cây mã số 14 này anh giao lưu với bà con là nếu mà anh giao lưu mà 200 km á thì anh giao lưu với bà con là 9 triệu. Dạ. Còn nếu mà giao xa nữa thì anh em bà con thương lượng cái giá xếp. Dạ. Đấy. Cây này là giao lưu 200 km cho anh em mình ha, 9 triệu. À, anh em nào ở xa thì cứ liên hệ trực tiếp với anh Thảo để mình trao đổi thêm ha. Cây cực kỳ đẹp nha anh em. Cây vú sữa mà kiếm cây đẹp gì nó cũng hơi khó đó. Rồi mình còn cây nào nữa không anh? Này hết rồi chị ơi. Hôm nay anh về được 14 cây. Rồi cũng mong bà con, mong anh em có gì ủng hộ vợ chồng Thảo. Rồi anh chào bà con, chào anh em, chào chị. Dạ, rồi anh em có gì nhớ ủng hộ anh Thảo ha. Và có thắc mắc gì thì cứ liên hệ trực tiếp anh Thảo để mình trao đổi thêm nha. Rồi em cũng xin chào và chúc anh em mình sức khỏe và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha.